Chỉ với một video 15 giây, chủ tài khoản Lily đã leo lên dẫn đầu một phần mềm video thế hệ thịnh hành với các sân thả thính cực bạo, chọn tôi hay cô ấy. Sau khi đạt hơn 100.000 lượt xem, 11.000 lượt yêu thích chỉ trong vòng 24 giờ tốc độ hối hả mặt để vượt qua hơn 7,9 triệu video cùng hashtag, dân mạng đã tìm ra cô gái dễ thương này. Cô là Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1999. Thu hút mọi ánh nhìn bằng vẻ đẹp trong sáng, nụ cười tỏa nắng và làn da trắng, mái tóc dài, cô gái có nick Mane Lily dễ dàng biến thành hiện tượng mạng làng hội và có rất nhiều người yêu mến. Không chỉ tự tin trước ống kính và năng lực diễn xuất tự nhiên, Lily còn rất điêu luyện trong từng bước nhảy và đặc biệt rất yêu thể thao và đam mê làm đẹp. Một số hình ảnh đời kém của Lily. Nét đẹp trong sáng và thanh khiết như kẹo ngọt khiến bao chàng đắm say. Cô nàng cũng rất biết cách biến hóa phong cách của mình từ nhẹ nhàng, thanh khiết đến quyến rũ sexy. Nụ cười tỏa nắng xứng đáng với danh hiệu thần tiên tỷ tỷ mà đồng đội mạng ưu ái ưa gọi. Cô nàng nổi bật cùng hội người chơi thân với phong cách cung ngầu cá tính. Cô nàng đặc biệt rất đam mê thể thao và đã đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong chương trình Lô Giai Bo. Sự tư tán rạng ngời của Lily luôn hấp dẫn mọi ánh nhìn khi cô nàng xuất hiện tại các sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển.